Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, vào hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Và hôm nay thì thưa quý vị, và chúng ta đang ở trong tháng 12 và năm 2018 cũng bắt đầu kết thúc. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào anh Phan Nhật Nam ạ. Vâng, kính chào quý khán giả, kính chào cô Thu Nga. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý khán giả, thì năm hết, Tết đến rồi, năm 2018 cũng đã hết rồi. Thì trong cái câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam, thì thưa anh, cái câu chuyện này thì chúng ta không có bàn về kinh tế, tại vì kinh tế là một cái vấn đề chuyên môn. Thế nhưng mà cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng thì nó cũng đã ảnh hưởng đến nước Mỹ cũng như là khắp thế giới. Thì mời anh có thể là nói cái sự việc này nó quan trọng như thế nào, mà tại sao và vì đâu như thế nào, thưa anh? Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý khán thính giả, đúng là cái chương trình của đài SBTN Dallas này không có, chúng ta nói về kinh tế là một cái phạm vi nó rất là chuyên môn, nhưng mà vì bây giờ là tổng kết năm 2018, mà trong cái năm 2018 cái sự kiện không phải riêng của nước Mỹ mà cả thế giới, nó bao trùm với cả thế giới, tức là vấn đề về kinh tế, là cái cuộc trận chiến thương chiến thương mại ở giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang ở trong một cái xã hội mà chắc chắn rằng mỗi biến động, tuy nó nhỏ nhất, nó cũng có tác động đến với mỗi cái cá nhân khác. Uống gì một vấn đề kinh tế như vụ tổng suy trầm đến năm 2018, nó bao trùm tất cả thế giới và nó tác động lên toàn bộ địa cầu, không loại trừ một cái quốc gia và một cái sang dân nào. Thế bây giờ trận thương chiến đó thì cho tôi nói có một số về chuyên môn. Cái trận thương chiến đó nó đã xảy ra từ bắt đầu khi ông Trump lên làm tổng thống. Và cái cuộc thương chiến đó, đằng sau đó thì chúng ta đã thấy một điều gì? Tức là cái tổng số nợ của ba cái nền kinh tế lớn nhất của địa cầu này là nó rất là lớn. Nước Mỹ đến 105% của cái tổng sản lượng GDP. Còn nước Nhật thì đến 250%, và nước Tàu thì nó đến sắp xỉ 300%. Tuy nhiên người ta báo cáo người ta chỉ vào 47%, đó là một cái báo cáo không có. Các cái chuyên viên tài chính kinh tế của thế giới không ai tin vào cái số 47% đó hết. Thế bây giờ trong khi mà mắc nợ như thế, thì bây giờ xảy ra cái trận thương chiến. Và cái trận thương chiến này nó ảnh hưởng đến túi tiền và đời sống của mỗi công dân của hai quốc gia Mỹ và Tàu. Thế bây giờ chúng ta là đang ở trên đất Mỹ, chúng ta bắt buộc phải nhận cái tác động của cuộc thương chiến đó. Và ngoài như tôi đã vừa trình bày với quý vị, cái tổng số nợ công đó, national debt đó, nó quá lớn đi, nó có nhiều tác động. Thì bây giờ chúng ta chỉ hạn chế vào ở trong cái vấn đề của nước Mỹ và nước Tàu. Thì ngoài cái nước Tàu ra, ngoài cái chuyện nợ công chồng chất mà người ta gọi là một núi nợ, và chuyên viên tài chính bảo rằng trước sau thì nó cũng sụp vỡ mà thôi, thì nước Tàu lại còn thêm rơi thêm một cái trường hợp nữa, là một cái nước rất lớn, bây giờ đến 1.350.000.000 dân mà là thiếu đất canh tác và là nước không có, và môi trường bị hủy hoại trầm trọng nhất của thế giới. Chúng ta đã thấy một điều là ở Bắc Kinh người ta phải làm ra những cái mặt trời nhân tạo, và con người đi ra đường phải che một cái mặt nạ để chống cái sự ô nhiễm. Mà các cái dòng sông, ngay cả dòng sông lớn nhất là dòng sông Dương Tử, nó đã hóa ra đỏ. Thành thứ, thưa với quý vị, chúng ta không phải là ghét Tàu hay binh Tàu, nhưng đứng trước đó là những thực trạng của nước Tàu như vậy, với 1.350.000.000 dân, với một cái đất nước mà thiếu đất canh tác, mỗi một thiếu đất nước mà thiếu nước uống, được dùng,
với một đất nước mà thiếu thêm một cái thứ nữa, chắc chắn nó sẽ là tác động rất mạnh, đó là thế thiếu dầu lửa. Việc sản xuất bao nhiêu thì phải cần dầu lửa bao nhiêu, cần dầu hỏa. Vâng, thì ngoài ra đó là một cái nước mà mất cân bằng ở cái phía ở trong núi vùng Tứ Xuyên, vùng Tân Cương. Tôi chưa nói đến chính trị, tôi chỉ đang nói về những cái số liệu về đất đai, là một cái vùng đất còn nghèo khổ, dưới mức nghèo khổ, trong khi chỉ phát triển ở những cái vùng ở về phía duyên hải. Thì vì sao những cái điều đó, nếu chúng ta mở ngoặc đơn, chúng ta sẽ thấy đó là cái sự xâm lăng Việt Nam, mà chắc chắn rằng nếu chúng ta có thị trời, chúng ta sẽ đề cập đến cái cuộc xâm lăng Việt Nam mà hiện tại đang bước và những cái bước cụ thể với ba cái đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thành thử, thưa cô Thư Hoa và thưa quý vị, chúng ta không phải là một cái chương trình của kinh tế, không phải là một chương trình của tài chính, nhưng bắt buộc hôm nay chúng ta phải nói đến cái trận thương chiến ở giữa Tàu và Mỹ. Dạ. Cảm ơn anh, nhưng mà những cái điều mà của nhà văn Phan Nhật Nam vừa nói đó, thì chắc chắn rằng chúng tôi đây và cũng như là quý vị kia cũng sẽ có người nói rằng một nước Tàu mà họ lấn kinh tế của các nước nhỏ như thế, rồi một nước mà đông dân như thế mà anh Phan Nhật Nam vừa nói là họ lại thiếu đất và thiếu nước, và cái nợ đó thì cũng nhiều nữa. Như vậy thì thưa anh có thể giải thích thêm rõ về cái việc này ạ? Vâng, thế bây giờ vấn nạn sẽ làm sao? Là một đất nước đông dân nhất thế giới, một đất nước mà lại thiếu nước uống, một đất nước mà thiếu dầu lửa, một đất nước mà thiếu đất canh tác, thế tại sao nó phát triển? Mà quả tình bây giờ đây là một cái nền kinh tế đứng thứ hai của thế giới mà coi chừng là đòi vượt qua Mỹ với cái giấc mơ của Trung Quốc, China Dream, mà Tập Cận Bình nhất định thực hiện với cái giấc mộng là nhất đái nhất lộ, One Belt One Gate, One Road đó, và của đến năm 2025 là vừa đứng làm chủ toàn thế giới. Năm này là năm 2018 đã gần hết, nó chỉ còn chưa đầy 10 năm nữa. Thế thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, tôi xin trở lại câu chuyện cái nước đó thiếu nước, mặc dù là đây là một những cái số liệu của các cái chuyên viên về môi trường. Thì trong các châu lục, châu Á, châu Phi, châu Âu, thì châu Á là một cái đất nước thiếu nước nhiều nhất, mà vùng núi non quá lớn. Vùng núi non là vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, vùng núi non là vùng núi của Dạ Ràng Thiên San của Tàu. Thì bây giờ trong Ràng Thiên San của Tàu đó, nó có những cái loại, có những cái tảng băng, có những cái khu băng giá, nó chỉ số Bắc Cực một thôi. Nhưng mà trong những năm vừa qua, nước Tàu đã phá hủy nước, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phá hủy các cái tảng băng đó một cách có hệ thống, và người ta ước tính rằng sẽ đến một cái thời gian rất ngắn nữa thôi, ngắn so với đời sống của lịch sử của địa cầu và dân tộc, thì nó tiếp cận tảng băng đó cũng như là tiêu hủy, và qua những cái nạn thiếu nước là nó sẽ hiện lên trước mắt. Thì bây giờ mở thêm một ngoặc đơn nữa, chúng ta là người Việt Nam sẽ thấy, nếu cách đây 20 năm nhà văn Ngô Thế Vinh, bác sĩ của Biệt Kích, đã viết một cái cuốn sách Cửu Long Cạn Dòng và Biển Đông Dậy Sóng, tức là sao? Tức là sông Cửu Long nó bị cạn dòng. Thưa cô cạn thật không? Thưa cạn thật. Thì bây giờ những cái đọc như đọc Mạn Hồng ở trên thượng nguồn sông Cửu Long, khi mà chạy ở bên Tàu là gọi là sông Lạng Thương, khi mà chạy qua miền Đông Dương sông Mê Công và xuống Việt Nam là sông Cửu Long. Bây giờ toàn bộ cái hệ thống nước đó đã coi như là cạn kiệt. Và mở một đơn nữa, cái đồng bằng sông Cửu Long bây giờ nước mặn đã vào đến Cần Thơ. Thì bây giờ biển đông như vậy, Cửu Long cạn dòng như vậy, biển đông như vậy, thì cái vấn đề thiếu nước của người Tàu là một vấn đề trông thấy trước mắt. Mà nếu không cần là một chuyên viên về môi sinh cũng phải thấy rằng đó là một cái tai họa, mà tai họa này là do của thiên nhiên mà ra, do con người tàn phá. Mà con người tàn phá nhiều nhất
đó là người Tàu và cái nước 1 tỷ 350 triệu dân. Từ bây giờ đến khi làm kiệt nước xong rồi đến mưu sinh, trở lại các hình ảnh mà chúng ta đã thấy, ở Bắc Kinh đi đâu cũng phải bị kiếm đầu mũi, cái bịt miệng lại, và các cái dòng sông lớn, ngay cả dòng sông Dương Tử đi chăng nữa cũng là biến thành màu đỏ của bùn đỏ. Đó là những cái màu đỏ mà vì chất thải kỹ nghệ đã qua quá nhiều. Thành thứ, thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, những điều mà chúng ta đã tôi vừa trình bày không phải vì một cái tâm lý là ghét người Tàu, không phải tâm lý là ghét Trung Cộng, nhưng mà đó là một cái thực tế về môi trường, về môi sinh, về nước, về đất, về... Nhưng mà tại bây giờ trở lại câu hỏi cô vừa đặt ra. Là tại sao một đất nước nó làm như vậy, nhưng mà nó được phát triển? Vâng, đây là vấn đề chúng ta phải nói trong cái câu nói tiếp. Mà tại vì sao nó phát triển? Thì đây là nhân cơ hội có thêm một cái sự kiện vừa xảy ra trong tháng 12 mà chúng ta đang ở đây, đó là cái vụ cái hãng Huawei, đúng tên của người Hoa là Huawei, tức là Huawei, do một cái cô giám đốc về tài chính, tức là cô Mạch Vãn Chu, đã bị nó ra bắt. Thì tại vì sao bắt? Là tại vì người ta đã khám phá ra rằng, không phải tìm ra rằng, có những chứng cứ là cái hãng Huawei đã ăn cắp các cái dữ liệu, các thông tin về tất cả tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chính vì cái quá trình ăn cắp này, không phải ăn cắp vặt vãnh, không phải ăn cắp vặt vãnh một số tài vật, nhưng đây là một cái chiến lược đánh cắp của quốc gia, của nước Tàu mà đã thực hiện trong vòng 30 năm qua, đã biến một nước Tàu nghèo khổ từ cái thời của Mao Trạch Đông biến thành một nước Tàu có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới hiện tại, và sắp sửa biến thành đứng đầu thế giới vào năm 2025 như là Tập Cận Bình đã gióng trước. Bởi vì sao? Bởi vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã áp dụng một chiến lược trong 30 năm qua, đó là đánh cắp tất cả khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ của thế giới để về làm cái tài sản cho mình. Đây là vấn đề mà chúng ta phải nói trong câu tiếp. Dạ, vâng, thì người ta nói rằng đánh cắp trí tuệ đó, mà mở ngoặc đóng ngoặc là sản phẩm trí tuệ đó, thì Tàu Cộng thì nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh vừa nhắc đến một nhân vật, đó là phó CEO Mạnh Vãn Chu của công ty Huawei. Và cái công ty này đó là, và cái chuyện này đó có phải là cái chuyện mà cái điển hình cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng hay không? Và như vậy thì và cái việc mà Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình đó vào ngày mùng 1 tháng 12 vừa rồi thì hai bên đã đồng ý là hưu chiến với nhau về cái cuộc chiến thương mại, thì như vậy thì cái việc mà bắt cóc bà Mạnh Vãn Chu này thì anh nghĩ là nó ảnh hưởng nó như thế nào thưa anh về cái cuộc chiến thương mại? Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta không phải là cứ quá quan trọng một cái vấn đề của cô này, cô trẻ quá, 72, là Mạch Vãn Chu của hãng, giám đốc về tài chính và phó giám đốc về điều hành. Thì cô ta bị bắt, là đầu tiên là bị bắt ở Canada. Và cái ngày bị bắt đó, thì sau này cái ông Bolton, ông cố vấn an ninh của Tàu, của Hoa Kỳ bảo là ông ta biết trước cái vụ này, trước khi ông Tổng thống Donald Trump biết được. Và như vừa rồi cô có nói là trong ngày 1 tháng 12 tại Argentina, ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump đã có ngồi ăn tiệc với nhau trong cái buổi hội về của thượng đỉnh G20. Thì quả tình lúc ấy Tổng thống Donald Trump không biết, nhưng sau đó ông đã được ông cố vấn an ninh John Bolton ông báo cáo. Thì báo cáo cái chuyện này thật ra là từ Canada chứ không phải của Mỹ. Nhưng mà tại sao Canada người ta đã bắt được
bị có một cái trác tòa để bắt cái cô này, tại vì đã có những cái sự kiện chính xác mới phạm vào một mới có một cái động tác bắt một cái nhân sự của cái hãng Hoa Huy về. Thì bây giờ quý vị sẽ đặt ra vấn đề tại sao chỉ là một cái cô giám đốc tài chính của một cái hãng điện thoại cho dù lớn cách mấy đi chăng nữa mà nó có một cái tầm quan trọng cả thế giới như vậy, và người Canada bắt, nhưng thật ra nhân sự chính là Mỹ. Tại vì thưa thế này, cái hãng này cách đây 30 năm người ta thành lập, người ta chỉ có vốn là 5.000 đô la thôi, do ông bố của cái cô Mạch Vạn Chu này, ông tên là Nhậm mà Nhậm Chính Phi, Nhậm Chính Phi, ông ta là một sĩ quan về truyền tin của quân đội Tàu. Thế với một cái một số vốn 3-5.000 đô la cách đây 30 năm, mà tại sao đã đưa đến một cái hãng mà bây giờ cái sức sản xuất nó còn hơn đến đến cái đời thứ năm, tức là Z5, Generation 5, và lớn hơn cái sức sản xuất, cái mã lực còn lớn hơn cả Apple của Mỹ, và nó có thua chăng là nó đứng thứ hai của sau Samsung của Nam Hàn mà thôi. Tại vì các hồ sơ lần lượt mà thấy ra, không phải thấy ra trong cái tháng 12 này, thật ra người Mỹ đã bắt đầu đặt cái vấn đề của cái hãng này điển hình cho tất cả những cái ngành sản xuất technology high tech cao, tức là kỹ thuật cao, từ hơn 10 năm trước, ít là năm 2010 là 11 gì đó. Thì người ta đã thấy những điều gì? Đã thấy rằng bây giờ rộng rực quá, chúng tôi sẽ ấn định vào trong cái hãng Huawei này, và thôi, tại sao chỉ một cái hãng mà chỉ có với cái vốn ban đầu là 5.000 đô la mà trong 30 năm nó phát triển đến như vậy? Việc thứ nhất về vấn đề chính trị, hãng này là do ông Nhậm Chính Phi, là bố của cô Chu đó, là một sĩ quan của quân đội nhân dân Trung Quốc và người thân tín của Tàu. Và ông cái hãng Huawei này được yểm trợ của nước chính phủ Bắc Kinh, của quân đội Bắc Kinh và của Đảng Cộng sản. Thì chính cái hãng này nó đã bao trùm đến Canada, bao trùm về Úc, nó bao trùm ở Mỹ, nó bao trùm ở Nam Phi, bằng tất cả cái cách thức đối tác và áp dụng một cái chính sách mà câu trước tôi đã nói, tức là ăn cắp kỹ thuật cao. Và ăn cắp kỹ thuật cao này không phải là một sớm một chiều, mà theo như ông Hayden, tức là cựu giám đốc của CIA, và trong cái lần báo cáo hôm 12 tháng 12 vừa rồi tại Quốc hội Mỹ và Ủy ban về tình báo của Quốc hội, và của ông Hayden này, ngoài giám đốc CIA còn là giám đốc của National Secret Agency, tức là Security Agency NSA, tức là một cái cơ quan về tình báo của quốc gia, thì đã có một cái số liệu đó là 600 tỷ. Vâng, tôi xin lặp lại, kỹ thuật người người Tàu đã đánh cắp một số tiền, một số rất lớn, đến 600 tỷ đô la trong cái quá trình mà để xây dựng cái nền kỹ thuật cao đó, mà điển hình là hãng Huawei. Người ta không thể nào vô tình hoặc là ngẫu nhiên hoặc là tự nhiên để bắt một cái nhân sự có một cái chức trưởng rất lớn ở trong hãng Huawei đó. Vì rằng đây, để chấm dứt, vì Huawei này chính là điển hình của tất cả cái nền kỹ nghệ về kỹ thuật cao, về các cái chiến tranh điện toán, về điện não, về cyber, về là tác động toàn diện qua các cái môi trường sinh hoạt của tất cả các nước, mà trong đó nước Mỹ là đối tượng hàng đầu bị thiệt hại lớn nhất. Và thưa với quý vị, đấy chính là cái phần sâu tổng mà cuộc chiến tranh thương chiến Mỹ Hoa mà nhận định ông Donald Trump
cho dù chúng ta bằng lúc lý này, bằng lúc lý khác, bằng cách gì này hay cái gì khác, đây là một cuộc chiến tranh không thể nào không có được. Vì nước Mỹ là đối tượng, tôi xin lặp lại, bị đánh cắp đến một khối lượng tài sản đến 600 tỷ đô la. Đó là báo cáo của ông Hayden, cựu giám đốc CIA của Mỹ. Dạ, cảm ơn anh. Quý vị có thể tưởng tượng là đánh cắp tới 600 tỷ đô la. Vì vậy cho nên là cái vốn đầu của họ chỉ có 5.000 đồng mà sau 30 năm để phát triển như vậy. Vâng, thưa quý vị, và chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam hết giờ rồi, cho nên chúng tôi tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại với quý vị để mà nói về những cái sự việc mà quan trọng xảy ra trong năm 2018 và những cái sự việc mà mới nhất trong cuối năm 2018 này. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý vị, trong hẹn lại với quý vị trong cái cuộc tưởng tình lần sau.